tả. Ôi, hết rồi. Thời gian vừa qua thì ông cũng ốm nặng, xong không ai bắt thuốc cũng như là không ai đưa ông đi bệnh viện để tái khám ấy. Kéo ông đói đến đâu nữa thì vẫn phải đợi cháu Trà và có một cháu gái nữa mà về nấu thì ông mới ăn. Sạt lở, mưa lũ sạt lở đấy, và có nhiều nhà là phải di dời. Đẹp nhỉ, nhìn từ đây sang sau cơn mưa nhìn đẹp nhỉ. Tình cờ bắt gặp được chỗ mẹ của cháu Dính là cũng sang, chắc là đi sang đây để thăm con hay gì đấy. Thì cũng mấy chị em là bị tai nạn, suýt nữa là cắm xuống, rơi xuống dưới đường rồi. Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng bị đi ra. Thì ban nãy anh em chúng cháu cũng có từ qua từ chỗ nhà của em già về, vì là cũng nghe được cuộc gọi khẩn cấp của em già thì anh em chúng cháu cũng có vào. Và đang trên đường anh em đi về thì khổ quá, có một cơn mưa ào chạy không kịp. Chạy không kịp thế là lại phải quay lại chỗ nhà của em già, lại tạt túc gọi là tránh mưa ở đấy một lúc. Nên là bây giờ ra đến ngoài này thì thấy nhìn đến đây có cái một cái khung cảnh ở phía đằng sau cũng rất là chiêu chiêu rất đẹp luôn đấy, rất là đẹp luôn. Không biết là các cô bác xem những cái hình ảnh ở đây thì cái ngôi làng của bên kia cô bác không biết là cô bác có nhìn quen hay không. Đấy kia là cái thôn của Loài, đúng rồi ra nhỉ. Ừ. Thôn của Loài là cái thôn mà đợt bị mưa gió sạt mưa sạt lở, mưa lũ sạt lở đấy, và có nhiều nhà là phải di dời. Và có anh Mạnh là Cao Nguyên, anh cũng có bên anh Cao Nguyên anh cũng có chia sẻ một mấy thước phim ở cái ngôi làng đấy đấy các bác. Đấy, ở đây là cái trên đường chỗ nhà của em già em cháu Trả, đây nhìn sang bên kia là nhìn thấy luôn. Đấy. Hiện tại thì bà con cũng đã làm ruộng ấy, làm ruộng những em thử ruộng bậc thang kìa. Đó, nhiều nhà cũng đã cấy rồi. Đẹp nhỉ, nhìn từ đây sang sau cơn mưa nhìn đẹp nhỉ. Vàng vàng sắp được thu hoạch. Đúng rồi đấy, sắp được thu hoạch ấy. Đây này, các bác. Này và phía bên cái chỗ đấy gần bên kia là chắc là bà con là cũng bị sạt đi một nửa chỗ đất ruộng luôn đấy nhỉ. Đúng rồi, nói chung là mưa như thế này thì có nước để làm ruộng, tuy nhiên là các mảng khác thì không biết, nhưng mà đi vào trong này từ mảng bên này nhìn hấp sang bên kia thì bên kia bị sập lở hết rồi. Đúng rồi đấy, những cái thửa ruộng cũng như là những cái mảnh nương của bà con là hầu như là bay hết, và có nhiều nhà bên trong kia là còn phải di rời, nhiều nhà là phải di rời thật. Bởi vì là nguy cơ sạt lở, và hình như là có cái nhà là bị trôi nữa mà đúng không? Có một cái nhà ở bên góc ở trong kia thì trôi một nửa đi. Quá là chill luôn. Đấy là nhà của là bà con ở cái trong thôn của Loài đấy các bác ạ. Nếu các bác nào muốn xem cái sạt lở và cái ngôi làng đấy ra sao thì có thể xem theo dõi trên kênh Nắng Cao Nguyên. Còn đây có chỗ khu nhà của khu nhà cháu Trả cũng như là nhà của em già là ở phía bên kia. Đấy, ở đây nhìn sang nói chung là view nhà của em già cũng cực kỳ đẹp luôn. Đang vướng mỏm đá này mất rồi. Đấy. Nằm loa. Ôi ồ. Đó. Có làm sao không? Chả. Xin nữa là. Xin nữa là chú ấy kêu. Ôi nhớ. Ơ chuẩn đi đà. Xe mới mà đúng không? Xe mới hết. Xe mới đi được mấy trăm cây này. Gây cái này luôn đó. Đâu, đâu mới đi được 31 cây rồi. Này coi như về khơi lò. Xe mới mua mà. Đã hạ cánh như thế này rồi á. Trơn quá, cái chỗ kia có đất đây. Ra thử phát nữa. Chuyện bếp rồi á. Nên bố bán giá rồi. Bạn này không phải là và. Không phải vào. Mẹ của. Đây mẹ là mẹ của Dính rồi đúng không? Đây mẹ của Dính, đây có phải vào. Phải. Thì gặp anh từ đến giờ không thèm chào một câu nào nhỉ.
Xe mới mua à em, xe của em à? Ừ. Mới mua à? Ừ. Úi, anh thấy vào hôm nọ bảo vừa đi làm thuê mà chá mua rồi, xe mới rồi á. Hả? Bị gãy mất rồi nhỉ? À, cái này. Hả? Có thuê anh, có thuê anh không? Có thuê anh không để anh chở đi cho? Hả? Có thuê anh để anh chở đi cho? Đeo ba nữa. Bà anh có hai xe mà tí nữa cho anh cho đi nhờ một người. Chờ anh được không? Nếu mà chờ anh được thì tí nữa mà anh có bà anh đi hai xe mà. Hai xe mình đi 20 phút thôi nhỉ? Ờ, chắc bọn anh còn đi có tí việc khoảng tầm 20-30 phút như thế thôi. Là đi về Nam Sơn à? Đi về Nam Sơn à? Ờ. Ờ, thế chờ bọn anh luôn. Mẹ bây dính là đi về, xong em gái đưa đi về. Ờ. Ồ, xin nữa là cả ba chị em là đi về luôn đấy. Ôi dồi, liều nhỉ. Mà và đi xe được bao nhiêu năm rồi? Một năm à? Là xe này em vừa mới mua, em tự mua à? Đi làm thuê làm cái gì mà được nhiều tiền đấy? Anh thấy đi chưa được một tháng ấy. Đủ rồi. Đủ một tháng rồi à? Ờ. Nãy giờ gặp mình tưởng là ai? Bạn này là dì của cháu Dính ấy các bác. Còn bên chị gái này là mẹ của cháu Dính. Ôi dồi ôi, mình nguy hiểm thật. Cái chỗ này mà lao đầu xuống dưới kia thì có mà. Đây có bác này, dưới này này. Đấy, vì là có chỗ vũng đất kia kìa, các em bị trượt phát chỗ đấy kìa. Này này. Còn nhanh ấy. Ô, trời mưa giá. Mưa ô. Chỉ bắt ổ trà. Ô, đi. Thế bảo anh để không ấy, để bảo anh lái cho xe cũng được. Đây là tùy thế, nếu mà không. Thế không muốn, nếu mà. Đây là bảo anh giúp thôi, chứ còn. Mà mua cho không? Có chưa không? Chơi tối trong mà. Giờ ứ lấy một chiếc hạt vịt tí mũi cho em luôn lò cái tí đó là lò ha. La lý này cho lò mà tí chưa chạy cái mềm mà. Lò ná rồi. Anh biết là em quên cái gì rồi đấy. Lúc nãy anh thấy bảo gửi mũ bảo hiểm ở đâu đấy kia không được mang đi à? Thế về cho chị gái đi bộ về á? Trơn quá à. Về đi bộ là qua đường chỗ Ha Cá dưới, qua chỗ nhà bí thư già nhỉ? À. Thế nếu không thì bây giờ nếu đi được thì nhờ bạn nào đi xe chắc một tí đưa chị xuống chỗ Ha Cá dưới ấy. Thì là mới đi bộ thì đỡ. Bây giờ còn nếu mà đi Nam Sơn thì nếu mà chờ được bọn anh được thì đi cùng với bọn anh. Đi ừ. Nha. Ờ thì ấy đi xong là tí nữa nếu mà chờ bọn anh được thì gọi điện cho anh. Bọn anh ở được tí bọn anh giúp chở cho. Xóa ngay số mình ngay kinh khủng. Đi làm thuê không kéo được anh nào về à? Hả? Đi làm thuê không kéo được anh nào về à? Được chưa? Được rồi. Ờ. Cái gì lò ná? Lò ná bên. Bây giờ là mình cầu xin em đấy chờ để mình được giúp. Không phải mà là đang mưa đấy. Bên ngoài đấy chỉ cho. Đây có bác anh em chúng cháu là cũng có dừng lại ở quay phim một chút thôi. Mà lại trời lại mưa, bây giờ vừa nắng vừa mưa cơ. Và tình cờ bắt gặp được chỗ mẹ của cháu Dính. Là cũng sang, chắc là đi sang đây để thăm con hay gì đấy. Thì cũng mấy chị em là bị tai nạn. Suýt nữa là cắm xuống, rơi xuống cái đường rồi. Bởi vì cái đoạn kia trơn quá. Các em thì, các cô gái thì chắc chắn là đi xe sẽ
tay lái cũng tương đối là yếu, nên là gặp đường trơn thì cũng rất là khó khăn. Một điều nữa khá là bất ngờ là em Và vừa mới đi làm thuê được một thời gian mà đã lấy được mua được xe rồi. Làm gì ấy? Làm gì ấy? Túi gì nữa? Quỷ ơi! Đi nhà trả? Hả? Ừ. Đi nhà trả? Mang gạo về giả à? Mang gạo về giả à? Ông ạ chú, thẻ bao lại rồi, ông xíu lại. Dương tức là như thế này. Của cũng bảo là đi tham trả với mấy đứa em của trả. Dạ, từ giờ tôi tập bé cho nhé, chỉ mất chính đâu là khó chú nhé. Là phải có phần gần toàn đến đâu. Tức là ông của trà thì có đến đi vào bên trên kia, thì có đi vào nhà của thì ông cũng khóc rất là nhiều bởi vì mắt đã không nhìn thấy rồi và cũng không có gì ăn đấy. Thế là của thấy ông làm mình vừa mới lấy gạo với thực phẩm mà thấy thì chắc là ông có tuổi rồi, ông không hay là hết rồi, chắc là hết rồi, không biết rồi. Thế là bây giờ em lấy cái này đi cho trà. Cái này lấy cái gì ấy? Mì tôm này cô bác, mì tôm cả cá nữa cơ. Ôi dồi, cái này hôm nọ cô Quỳnh Tiên lấy cho em xong là anh mang vào đấy đúng không? Có cá hộp này. Ây dạ. Bốn lóc à? Cá hộp này, bốn lóc, cả cá mắm nữa. Nhưng mà cá mắm để đây không sợ thối à của? Ây dồi. Ây dạ. Thế là mà trả hết thức ăn à? Thế. Này. Thế đi bọn anh cũng đi cùng xem nào, xem là trả còn bên, hết bên chưa mua. Để bọn anh còn bên thôi, trích quỹ vào cho lấy vào cho tiếp đây. Xong bây giờ để nói chung là mấy bà hai ông cháu tự ở nhà thôi thì mấy ông cháu ở nhà thôi, bố mẹ thì cũng không quan tâm. Đấy mà sao lúc nãy anh từ bên kia vào không thấy của chả bà ta phích nhá, tàu phích phó thôi à, ô bên bọn bọn này. Thế lúc đó là mình đang đi vào nhà thằng già. Mình không thấy của ông không thấy mình. Của thế ông nó về rồi à? À? Ông trả về rồi à? Ờ. Lò trẻ đó? Lò mà. Ồ. Hả thì là tôi trả đấy. Ờ. Thế của có lòng tốt phết đấy nhỉ, có một tí cũng san sẻ. Cho anh xin ăn với, anh đang đói. Của. Của. À. Trông. Tiểu đường có. Phú tiểu đường nó là. Tao mà. Được, nhưng mà phải đi nhà của. À, phải sang nhà của. Ờ. Bây giờ anh sang bên này, sang lại sang bên kia tiếp đi. Được trơn lắm. Vậy em đó. Trên rồi. Vậy đến nhà của chắc là đói không đi được nữa. Thế là cái nhất kia là nhất quyết là để dành cho trả thôi đúng không? Thế mà con áo mua vào trả thế hả? Ờ. Ai xin cũng không cho luôn. Từ thò từ chỉ phố. Chỉ thò, phố cho to nhẹ. À, tức là cho mới trả với ông thôi. À. Chết rồi. Đang giặt quần áo à? Trời mưa này có nhiều nước không? Có. Có. Này, ui ồ. Hai quỷ tấu. Ê, cái bể này không có nước này anh. Cái bể này nó bị gãy. Bị nước rồi á? Ừ. Dò dỉ nước à? Ôi ôi. Một quỷ tấu. Hai quỷ tấu. À cho trong cái kia, trong ấy kia giặt luôn. Ôi dồi. Quá này. Nè. Thế là khỏi cần phải dùng cái gì nhỉ? Chậu nhỉ? Ừ. Ra đi. Này là cứ dồn xong là ba ơi, đủ nhiều mới đi giặt một thể. Đúng rồi. Cũng là phí nước với lại mất công đi. Thưa cô bác là như này, cũng như em của nói, ông của cháu trả thì cũng mắt không nhìn thấy, cũng không biết đi kiếm ăn rồi. Còn cháu trả thì
bố mẹ của cháu, các cháu là cũng không về và cũng không để ý các cháu và không mua cơm ấy, không mua ngô gạo cho để dự trữ cho các cháu ở nhà luôn. Nó thì ông cũng về tha thiết chỗ nhà em của, là em của cũng có thương đến thì cũng san sẻ một chút thôi. À, đa số phần nhiều là vẫn để nhà em của để ăn dần. Ôi, cháu trả nhá. Thanh niên thẫn thờ chờ này. Đấy. Thanh niên thẫn thờ chờ này. Trả. Đây các bác này, đang chờ cửa này. Đang chờ. Không chào các anh à? Hả, à, không chào các chú à? Cháu chào chú. Ấy giờ được. Cháu chào các chú. Ừ. Ô. Bây giờ hôm nay mình nhìn lại cái bộ đồ đầu thấy vẫn thấy đẹp trai. Vẫn đẹp nhá. Vẫn thấy đó. Đẹp trai nhờ. Yeah. Thấy đẹp không? Tay còn đúc vào chú tú còn như kiểu ai đút. Ra ra, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Ra đây. Ra đây. Chiêm ngưỡng lại cái bộ quả đầu mình cắt ra này. Đấy, thấy thấy hài lòng không? Quay chú, một vòng này. Chú cắt như thế có tí vòng à. Đẹp không? Đấy, chú cắt như thế có thấy thích không? Dòng nữa. Có hài lòng không? Ừ. Một thùng cơm của nhà đấy à. Đi có người yêu thích không? Hả? Một thùng cơm của nhà. Ừ, chị muốn. Ừ, mà họ cho chị tỏ rõ của một thùng cơm đấy. Chị muốn. Không đi. Em trả là cũng không đi chơi đâu. Ở nhà thôi. Lại suy linh tinh rồi. Ngày cũ là không được nhá. Không thể nào mà học theo chú già được. Hôm nay ông đi đâu rồi? Hả? Nó ở nhà mà chị à? Nhà nhà chị à? Ông khỏi chưa? Dạ, rong gì tao? Rong á? Ông khỏi nhiều rồi. Đây có con... Đỡ nhiều chứ mà khỏi nhiều. Đỡ nhiều. Còn cậu Úc tung tăng tan đến đây. Biết là mình về là có thức ăn rồi. Đi đâu về? Ông muốn ăn chỉ tuôn à? Hả? Không, không muốn hóa vươn lời. Ồ... Đây là cậu Út, là con chung của hai vợ chồng. Bố mẹ vẫn chưa về á? Anh nhớ thế là gì chỉ tao nó à? Chỉ tao. Chỉ tao á? Có điện được cho bố mẹ không? Quần tao tay tao cho lại. Là tao đấy à? À, vẫn điện được cho bố mẹ hàng xóm. Hàng xóm vẫn điện được cho bố mẹ, tuy nhiên là bố mẹ không về đâu. Thời gian này mưa kẻ mưa bên dưới không làm được việc, đi trong nữa thì... Bố mẹ không về bởi vì ở đi nhà. Thì kiếm tiền là đúng thôi, nhưng mà kiếm tiền nhưng mà vẫn phải lo cho gia đình trong tiền này, nhưng mà đi kiếm tiền mà bỏ bê con cái cả ông nữa cũng đấy. Nên ăn cơm chưa? Ba ông cháu ăn cơm chưa? Dạ nên nó sủ ta. Không có rau gì ăn á. Thế cả hôm nọ các chú mua bà còn không? Chưa chưa chưa. Tả. Tả? Ôi, hết rồi. Thế thì hôm nay anh của có lấy một tí vào cho các em này này. Của mang ra cho em đi còn gì nữa. Không, mới khó à. Ngay khúc xuống mẹ tập bố à. Đi vào nhà. Thôi, thế đi vào nhà thôi. Đây thưa cô bác là ở trong gia đình của các cháu là chưa điện lưới. Đây nhá, trả nhá. Hôm nay thì có anh của là có lấy mì tôm này, cá hộp này, rồi là cá mắm. Bỏ cái mắm ra đi. Bỏ ra riêng đi. Đây đưa trả luôn đi. Đưa trả luôn đi. Đây cái này bỏ riêng ra nhá. Con thì chói khó nhá. Cho chấm lên thế cho mít tông thế cho trẻ này mà ăn gì không? Ồ tao chả nên đâu hả? Nhá. Chớ khả cho trẻ. Của hộ cấp lên trên cái bàn này này. Bảo cất cá hộ cá khô cất cẩn thận nhé. Không cá này ớt cho trẻ này mà cho tư ít cho mình cho thế nổi á. Được rồi. Cũng lớn rồi thì cũng khác biết nấu. Còn hiện tại thì ông cũng mắt không được nhìn rõ cho lắm ấy. Thì mọi cái nấu nướng trong gia đình là hoàn toàn phụ thuộc vào cháu trà cả thôi cô bác ạ. Còn cháu em trai thì cũng chưa biết cái gì luôn. Em trai biết làm cái gì đâu. Đúng rồi. Biết ăn, biết ngủ, biết khóc nữa. Vâng, còn bố mẹ thì đợt vừa rồi cũng cháu chả cũng bảo nhờ hàng xóm điên lại cho bố mẹ thì bố mẹ bảo không về. Kể cả mưa cũng ở dưới kia chờ để mưa tạnh để kiếm tiền, đủ tiền về mới về. Không biết là ở bên dưới làm công việc gì mà đi được 3 tháng rồi mà cũng chưa đồng nào về gửi về cho các cháu là mua cơm ăn ấy, mua gạo ăn ấy.
thì cái này cũng là việc riêng của gia đình, thì anh em cũng không can thiệp sâu vào. Còn chủ yếu là anh em vào trong này để hỏi thăm về cháu Trà, gái chân là thời gian này ăn cái gì và có cái gì để ăn không ấy. Bởi vì cháu là con ít quý, cho nên là anh em vẫn phải... Ơ? Đây, cơm thì hết rồi. Ôi, bát ớt. Này, ớt này này. Ừ. Nói chung là muối thì vẫn còn, nhưng mà vì là... Không vì cơm là không có ăn rồi. Đấy. Còn rau thì khỏi nói rồi. Đấy, rau nhiều, rau nương, rau bí. Có ăn đâu. Đúng rồi. Ý là rau thì không, bây giờ cơm ăn thì còn đấy, là rau thì bây chả lúc nãy bảo là không có cần rau ăn nữa đây đúng không? Đúng rồi. Này, cho tên thì, này cho rau đi à? Rau to à? Rau to à? Tôi chỉ cho. Chỉ cho, không trồng. Đấy. Hàng xóm trồng nhiều nhưng mà gia đình bởi vì bố mẹ đi hết rồi không ai trồng ngô, trồng rau nữa. Đó, đi vào thăm ông tí nhỉ. Bên chỗ giờ ra. Hả? Nhá chơi giờ. Con chào ông nhá. Hả? Ông chơi. Ông trồng gì à? Hả? Ông trồng gì à? Nhà hắn. Nhưng đó chẳng là tính thuốc xa luôn là. À. Tôi lo là tôi mất. Tôi ông cũng bảo là ông thời gian vừa qua thì ông cũng ốm nặng, xong không ai bắt thuốc cũng như là không ai đưa ông đi bệnh viện để tái khám ấy, thì cũng cha chàng hết đấy, thì cũng không ai chăm sóc ông cả, chỉ có cháu Trà đập nọ thì cũng anh em cũng có lấy gạo về cho gia đình, thế là cháu Trà nấu cháo cho ông ăn. Thì bây giờ hiện tại sức khỏe của ông đã hồi phục lại, tuy nhiên là tuổi cao sức yếu mà. À, ngày nắng ngày mưa như thế này là cũng hay bị ốm đó, thì ông cũng có nói là như vậy. Tôi có bắt là đấy, còn đây cậu con trai này cũng ra tên đi mày tên đi đây, còn ba ông cháu đấy, cậu này thì còn rất là nhỏ tuổi thôi, còn cha Trà ngồi thất thất gì đấy, còn cháu Trà thì biết một tí rồi cô bác, có nghĩa là biết nấu cơm, nấu cháo và nấu canh rồi. Chỉ có việc là trước là cháu Trà là cũng đi kiếm cái củ gì bé tí là 1 cân 20.000. Thời gian này còn đi kiếm không hả Trà? Nên nếu chỉ khát không? Không, không kiếm nữa. Bây giờ là hết không kiếm, không bây giờ không có để mà lấy nữa hay như nào? Nên chị nhỏ chỉ muốn thuê nhỏ chỉ muốn xong rồi đó. Không có cái củ bé kia nữa rồi. Ừ. Là đi đào hết rồi. Dân thế không đào... có củ bé đi đào củ to ấy. Về củ to cũng có. Chịu khó ở nhà xong rồi trong ông nhá. Ờ, rồi nhà nhỏ, ông mò nhà dễ tụ cứ mén nó nhá. Ô, từ mùa mưa chị à? Mùa mưa rõ. À, có em gái là cũng đi chơi hàng xóm rồi. Ờ. Ừ. Ừ. Ờ. Là chỉ có một đất nhanh non ấy. Cắt. Lùa thì là chúng ta cả chị ủ. Ờ, tức là ông bảo thế này này cô bác, ông cũng nói là ông có tuổi rồi, bây giờ ông không nhìn thấy cái gì, kẻ ông đói đến đâu nữa thì vẫn phải đợi cháu Trà và có một cháu gái nữa về nấu thì ông mới ăn. Và vừa rồi thì ông bảo là đói quá rồi, xong rồi bảo cháu Trà đi nấu ít cháo, bởi vì hiện tại cơm hết thì mà, xong rồi mới đi vào nhà em của thì đi vào bên kia cũng như là mình cảm thấy tủi thân đấy, không nhìn thấy, xong rồi khóc thì em của mới thấy lòng thương, thế mới san sẻ một chút gạo về để cho bốn ông cháu ăn. Và những cái lần sau nhà Dương nhỉ, những lần sau mình vào chắc là mình cũng phải hỗ trợ trích quý của cháu Trả mua thêm bao gạo về cho gia đình để có cái lương thực ăn thôi. Thế để lần sau chú vào nhá, lần sau chú vào chú mua cho nhá, có được không? Nhà lửa giờ tiền họ tiền dương là tiền dương mà dương là nhá hả? Ừ, dương xu lỏ nhá. Ờ, nhớ tiền mình lỏ nhá. Xong một lại uống mò đó nhà nó á. Uống mò bố nhà nó thì ra nhà tổ chai ố. Ờ. Em của là bảo cháu Trà là nấu cơm cho ông Am với, bởi vì ông không nhìn thấy, đợi khi ông lúc mình đi chơi rồi ông keo đói thì lúc đó là người già mà keo đói thì đói lắm rồi mới keo các cháu. Đó thì cháu của là cũng quan tâm ông phết đấy nhỉ. Đúng rồi. Nói chung là thật sự là hôm nay là anh em cũng khá là bất ngờ khi mà gặp em của là cũng gọi là lá lành đùm lá rách, biết đùm bọc và biết san sẻ cho những người có cũng khó khăn giống mình, và
đây như của cháu Trà này, chỗ ông này nữa này, là cũng biết san sẻ cho người khác như vậy là cũng khá là ấm lòng đấy. Đấy, biết yêu thương người khác và giúp đỡ người khác như thế là cũng là một điều cũng rất là tuyệt vời rồi. Mặc dù là em cũng không khá hơn là mấy, em cũng gọi là trông mong vào các cô bác mạnh thường quân gửi về thì em mới có gạo để mà ăn thôi. Đúng chứ rồi. Cũng không biết lấy đâu ra cả. Đấy, em là cũng có như kiểu là cũng là lấy của các cô bác về giúp cho người khác thôi. Nhưng mà biết giúp đỡ như thế là tốt rồi. Đấy, nhá. Quán mình ở cùng thôn, cũng không xa gì nhau cả, cũng là hàng xóm, anh em hàng xóm với nhau cả thôi. Em biết yêu thương thế là anh cũng khá là vui thay em. Đó, như khi mà cháu Trả, nói thật với em là cháu Trả vẫn cũng có quý, tuy nhiên là bọn anh vào không cứu, không kịp thời. Thế là có em là bọn anh cũng vui rồi, cảm ơn em nhiều. Hãy thay mặt cháu Trả. Còn là Trả nhá, thế thì ba ông cháu tự ở nhá, anh về nhá. Nè nè nhá hả? Thế bảo là chưa ăn gì thì nấu cơm cho ông ăn đi nhá. Ừ, ông mà chưa ăn gì với gia đình chưa ăn gì thì nấu cơm ông ăn nhá. Để ông đi chơi nhá. Ở với ông nhá. Ông đói lúc nào mới nấu cơm được cho ông nhá. Ông đòi mình mới lấy cơm được cho ông nhá. Không có ông nữa thì coi như là hết bố rồi. Thôi rồi. Vâng, thưa cô bác là hôm nay vào thì cũng bác gặp là em của cũng có lòng thương là... thương cháu Trả và ba ông cháu thực sự là không có ký ăn đấy thì anh em cũng theo chân của em của vào đây chia sẻ cho cô bác cùng biết là em của cũng có cái lòng tốt thương người thương mình đó thì hiện tại bây giờ cũng khá muộn rồi có lẽ là anh em Dương và em Già còn phải đi vào nơi khác nữa thì em Già cũng xin kết thúc cái video tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác ở những cái video tiếp theo ạ.